Giáo sư Vũ Hà Văn từng thi đỗ điểm cao khoa điện tử tin học của Đại học Bách khoa Hà Nội và được tiêu chuẩn đi học nước ngoài. Ông nhận bằng tiến sĩ toán học tại Đại học Yale. Từ năm 2001 đến 2005, ông trở thành giáo sư toán học tại Đại học Rutgers. Năm 2011, Vũ Hà Văn trở thành giáo sư Đại học Yale. Giáo sư Vũ Hà Văn từng đoạt giải tại cuộc thi toán quốc tế Schweitzer năm 1991, 1992 và 1993. Năm 2012, ông một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử khi đạt giải thưởng Fulkerson, một giải thưởng quốc tế về toán học. Ông cũng là tác giả đoạt giải thưởng Sloan, một trong những giải thưởng cao nhất dành cho các nhà khoa học trẻ tại Mỹ. Xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị, quý vị vừa xem một clip ngắn của chúng tôi và đã biết được vị khách mời trong chuyên mục Hot Fake ngày hôm nay, một người rất là nổi tiếng về lĩnh vực toán học, một người đã giành rất là nhiều những giải thưởng quốc tế và toán học. Xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là giáo sư Vũ Hà Văn. Xin được cảm ơn giáo sư rất nhiều. Xin được gọi giáo sư bằng anh để buổi trò chuyện có thể thân thiện được hơn được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Gọi là rất là trẻ thì cũng không đúng lắm, tại vì cũng gần 50 cả rồi. Nhưng mà em gặp anh ở ngoài thì em thấy rất là rõ ràng là so với rất là nhiều người thì anh cũng là một người rất là trẻ đấy, trẻ lâu đấy ạ. Có một số người đã muốn mình già. Vâng. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Trước tiên xin được chúc mừng anh, bởi vì là thông tin mới nhất là rất là nhiều người yêu mến toán học và rất là nhiều người yêu mến anh nhận được, đó chính là anh mới nhận một cái nhiệm vụ rất là cao cả, đó chính là anh sẽ làm giám đốc khoa học viện Big Data, tham gia điều hành quỹ với khoản đầu tư là 1.000 tỷ đồng, một con số rất là lớn đúng không ạ, trong vòng 3 năm. Vậy thì đi kèm với những vinh dự này sẽ là một áp lực rất lớn đối với anh trong một tương lai phía trước phải không ạ? Vâng, chính xác, tại vì là cái mục đích của cái viện Big Data này và cái viện và cái quỹ thì ngoài cái việc nghiên cứu mà ở những cái đề tài mà chúng tôi cảm thấy có ý nghĩa thì nó nằm trong một cái bức tranh lớn hơn là muốn thúc đẩy cái đời sống khoa học của Việt Nam. Thì đấy là một cái nhiệm vụ mà tôi nghĩ là nó rất là khó, nhưng mà hiện nay thì được với cái sự tham gia của Vingroup thì nó là tạo ra một cái mô hình mới trong cái việc nghiên cứu khoa học, tức là cái mô hình là doanh nhân hợp tác với Hàn Lâm, thì tôi thấy đây là một cái bước tiến nó rất là đúng hướng, và thì mặc dù việc khó như vậy thì thôi thì mình cứ cố thử làm cho nó gọi là những cái bước đầu tiên cho nó, cho để sau có những người trẻ hơn họ sẽ đi tiếp. Thưa anh, là nhắc đến anh thì mọi người sẽ nhớ đến ngay những cái thành tích mà anh ghi dấu ấn ở lĩnh vực toán học. Là một người rất là đam mê và theo đuổi môn toán học này thì anh đánh giá ra sao về cái sự phát triển đáng kể những năm gần đây khi mà toán học của Việt Nam có một cái sự tăng vọt về số lượng công trình được công bố quốc tế ạ? Vâng, thì đấy là một cái dấu hiệu rất tốt, và tôi nghĩ là cái số lượng người Việt Nam trẻ hiện nay làm toán học mà sống ở các nước phương Tây thì là tăng lên đáng kể, và cái chất lượng của họ cũng tăng rất đáng kể. Chẳng hạn như là cách đôi 30 năm thì trong những trường top 50 của Mỹ mà có được một vài giáo sư người Việt thì cũng đã là sự đặc biệt rồi. Còn hiện nay những người trẻ mà ngay cả dưới 40 tuổi đã là giáo sư ở các trường đấy thì hiện nay cái số này khá nhiều, thì nó là một cái tín hiệu rất là vui mừng. Vâng. Anh đã có rất là nhiều năm du học cũng như là sống ở bên nước ngoài và tiếp cận với rất là nhiều cái nền văn minh mới, những cái kinh nghiệm, cái tích lũy cho anh. Vậy thì ở một cái môi trường lao động sáng tạo của thế giới và Việt Nam thì theo anh đâu là một điều khác biệt cơ bản ạ? Tôi nghĩ điều khác biệt cơ bản là cái môi trường của các nước phương Tây thì họ tạo ra cho mình cái cơ hội làm việc tốt hơn. Tức là gần như là các nhà khoa học ngoài chuyện nghiên cứu khoa học ra thì không phải lo gì nhiều về những chuyện giấy tờ, sổ sách. Còn cái mức sống thì nó cũng tùy theo từng nước, thì cũng không phải là Mỹ thì có thể là tốt hơn, ở Pháp thì có thể là cũng họ sống cũng không phải là quá thừa thãi. Nhưng mà cái môi trường để nghiên cứu và cái không khí nghiên cứu ở chung quanh nó làm cho mình cảm thấy muốn làm việc tốt hơn. Dạ. Vậy thì với là một cái người rất là có kinh nghiệm cũng như là dành nhiều rất là đam mê cho toán học thì anh kỳ vọng gì ở các nhà toán học trẻ nói riêng và nhà khoa học nói chung ở đất nước Việt Nam chúng ta? Vâng, thì kỳ vọng thì tôi nghĩ là bao giờ cũng là những người trẻ hơn thì sẽ giỏi hơn cái thế hệ trước đó thôi. Anh đã có rất là nhiều năm gắn bó với toán học và nhiều người sẽ thắc mắc đặt câu hỏi rằng điều gì khiến anh gắn bó với môn toán học này lâu đến vậy, và toán học mang lại cho anh những điều tích cực như thế nào trong cuộc sống ạ? Và có thể anh là một người giải toán số rất là giỏi, nhưng mà có cái bài toán trong cuộc đời trong nháy nháy đấy ạ, mà anh cảm thấy khó và chưa giải được hay không ạ? Vì tôi bắt đầu đi học chuyên toán từ cấp 1.
thì đến bây giờ là cũng được gần 40 năm rồi. Thì nếu mà học toán thì nó có một cái làm cho mình nhìn cái cuộc sống nó dưới một cái con mắt nó chính xác hơn. Tôi nghĩ là chính xác hơn, tức mình phân tích các hiện tượng ở trong cuộc sống hoặc là các những đọc báo hàng ngày thôi, thì có thể là mình đọc cái tin đấy nhưng mà dưới một cái con mắt của nhà khoa học thì mình sẽ nghĩ về cái tin đấy nó khác hơn là một cách bình thường. Chẳng hạn những tin giật gân chẳng hạn, thì dưới một mắt của khoa học thì những cái tin giật gân đấy đều có thể giải thích được, chứ nó không phải là cái điều gì quá là khủng khiếp. Thì còn trong cuộc sống thì có, thật ra nhà khoa học thì thật ra cái số lượng công việc mà một người có thể giải quyết được thì thường là cố định, đúng không? Nếu mà mình giải quyết được nhiều vấn đề ở trong toán học thì sẽ có rất nhiều vấn đề khác mình không giải quyết được, và cái này là tổng của nó là không đổi. Vâng, thì cái này là càng làm nhiều vấn đề trong toán học thì càng có nhiều vấn đề cuộc sống mình không giải thích được. Thì chẳng hạn như là về nhà mà đoán được biết vợ đang nghĩ gì là một câu hỏi rất khó, và thường là lúc nào thì luôn luôn là không có lời giải. Thì em cứ nghĩ là những người làm toán thì phải rất là thông minh và có tính logic, có tính phán đoán giỏi chưa? Anh lại nhưng mà trong cái phán đoán này lại không cần logic lắm. Có một chi tiết em cảm thấy rất ấn tượng, đó chính là mẹ anh có nói rằng là khi mà anh còn bé thì mỗi lần cho anh ăn cơm ấy thì bà thường hay kể những câu chuyện, và chỉ cần 1 đến 2 lần thôi thì anh đã nhớ rất là rõ những cái câu chuyện mà mẹ kể. Có vẻ như ngoài sự yêu thương, sự chăm sóc về tinh thần, sự che chở cho anh, thì mẹ cũng chính là một trong những người truyền cảm hứng để anh gắn bó và yêu thêm môn toán học từ khi anh còn rất là nhỏ, không ạ? Vâng, thì cái sự chăm sóc của mẹ tôi thì lúc nào cũng làm tôi cảm động. Ngay cả bây giờ, mặc dù là mình cũng gần 50 tuổi rồi mà hàng ngày vẫn về nhà. Thì tôi ở đây thì thỉnh thoảng, thì tức là các buổi tối thì thật ra vẫn về nhà ăn cơm với ông bà, thì vẫn thỉnh thoảng bà vẫn kể cho chuyện nghe, nhưng bây giờ bà kể cho 2 lần thì mình chả nhớ. Có khi bà cũng không nhớ. Nhưng mà cái tình cảm đấy thì nó làm cho nó một cái động lực rất lớn cho tôi để tôi đi suốt đường. Mặc dù tôi sống ở nước ngoài 30 năm rồi, tôi đi năm 1987, thì cái tình cảm của gia đình lúc nào cũng là cái động lực cho mình, để cho mình vượt qua được những cái khó khăn. Anh chịu ảnh hưởng như thế nào từ cha mẹ mình, con đường anh đi ngày hôm nay, cũng như là cái nhân cách sống của anh trong đời sống? Vâng, thì đấy cũng là cái ảnh hưởng của gia đình. Thì mặc dù thì bố tôi là một nhà thơ, nhưng mà trước ông cũng là bác sĩ, cho nên là một bên thì có sự bay bổng, nhưng mà một bên thì có cái, thì bố tôi suy nghĩ thật ra về logic các thứ là rất là chuẩn, hoặc là đặt những cái kế hoạch cho gia đình thứ rất là tốt. Thì chính bố tôi là người hướng dẫn tôi vào học chuyên toán, chứ thật ra hồi bé thì tôi cũng chẳng biết chuyên toán là gì, chỉ thích thấy mình thì toán thì mình thích thôi, chứ còn cũng không biết đến sự tồn tại của lớp chuyên toán hay là cái gì khác. Thì cái những cái hướng đạo đấy và những cái quyển sách mà có trong gia đình thì hoặc là những câu chuyện mà bố mẹ tôi kể thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến những cái suy nghĩ của tôi về sau. Sở hữu 104 công trình toán học đăng trên các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới, giáo sư Vũ Hà Văn bên cạnh những thành công lĩnh vực toán học còn có một cuộc sống hạnh phúc với một người vợ xinh đẹp và 2 cậu con trai. Để biết thêm những câu chuyện về đời sống, sở thích đặc biệt cùng những kỷ niệm khó quên của giáo sư Vũ Hà Văn, mời quý vị theo dõi phần 2 cuộc trò chuyện với Hot Face chỉ có trên Vietnamnet.